Ngày hôm nay là ngày 5 tháng 5 năm 2024, chủ nhật ngày nghỉ, thì em chúc cho anh chị em cô chú mình luôn thật là nhiều sức khỏe nha. Luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, có một ngày nghỉ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình nhé. Một tuần trôi qua đối với lại cả nhà mình không biết như thế nào, nhưng mà đối với lại cá nhân riêng của mình á, mình rất là vui và vinh dự khi được giao lưu với lại rất là nhiều anh chị em cô chú mình. Và trong cái thời gian vừa qua mình cũng hỗ trợ một phần nhỏ thôi để giúp cho một vài anh chị mới tập chơi á khắc phục cái tình trạng là nước của mình không được tốt nè, rồi cá bị bệnh nhát người nằm đáy. Nên là anh chị em cô chú nào khi mà xem được video của Nhân á, ở nhà mình có những cái mẫu hồ mini tầm cỡ khoảng một khối đổ lại mà cá của mình nó nhát người nè, nó bị bệnh nè, rồi đỏ mình bị ký sinh trùng, đặc biệt là ngay chỗ có phần lọc của mình á, lọc chế nha, mà mình chưa biết làm như thế nào để cho nước trong, thì anh chị mình cứ nhanh tay liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Cái số này thì mọi người nhắn Zalo cho mình thôi, thì mình sẽ hỗ trợ đồng hành với lại cả nhà. Mong một ngày gần nhất hồ của mình sẽ đi vào hoạt động một cách ổn định nhé. Trong video ngày hôm nay thì em giới thiệu với lại mọi người một cái mẫu hồ này của mình tầm cỡ khoảng 500 lít nha. Và cái chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ, rất là nhiều anh chị em cô chú trong cái thời gian vừa qua có nhắn tin hỏi mình á, Nhân ơi, anh thấy em chia sẻ rất là nhiều cái mẫu hồ dễ thương, nhưng mà do cái không gian nhà anh nó không có, cái chiều dài của anh có tầm cỡ khoảng là 1,5 đến 2 mét thôi, cái chiều ngang tối đa của anh chỉ 80, thì bây giờ anh không biết là anh có thể nào làm một cái mẫu hồ nào mini tầm cỡ khoảng 500 hoặc là 700 lít để anh thả cá câu việt cũng được nữa, em có thể nào chia sẻ cụ thể chi tiết được hay không. Thì trong video ngày hôm nay, để đáp ứng yêu cầu của mọi người, thì em mời anh chị em cô chú cùng với lại em sẽ về tỉnh Thái Nguyên nha. Mình ghé nhà của anh Nghĩa để mình tham quan cái mô hình hồ giống như mọi người thấy nè. Thì cách đây hơn 6 tháng ở nhà anh Nghĩa, anh tự tìm tòi nghiên cứu và sau đó anh tự làm hồ này của mình luôn. Hoạt động thì như mọi người thấy nước trong, cá khỏe. Thì bây giờ cái cách mà anh Nghĩa anh làm lập như thế nào, để bây giờ ở đây mình chia sẻ một vài cái thông số hồ của anh Nghĩa cho mọi người tham khảo, sau đó mình sẽ nhờ chủ hồ ha, sẽ chia sẻ cụ thể chi tiết ngay chỗ có vấn đề làm lọc, để cho anh chị mình ở nhà có cái không gian chiều dài tầm cỡ khoảng 1,5 đến 2 mét, mình phân vân không biết làm hồ như thế nào, cái mẫu ra sao và đặc biệt là cái lọc như thế nào để cho nước trong hồ của mình trong á, thì mọi người có thể là tham khảo từ cái mô hình hồ đến cách làm lọc của anh Nghĩa luôn nhé. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Em xin giới thiệu với lại mọi người, đây là không gian hồ của anh Nghĩa nha. Hồ của anh Nghĩa nói chung là hoạt động trên 3 tháng rồi, cá thì cũng dạng người nhưng mà nó chưa thần lắm. Thì trong video này anh Nghĩa nhờ mình chia sẻ hồ lên, thứ nhất là giao lưu với lại mọi người, thứ hai là cũng nhờ anh chị em cô chú nếu mà xem được video á, có cái góp ý nào để giúp cho cá trong hồ của anh Nghĩa nó dạng hơn, thì để là phần comment bên dưới nha. Để bây giờ ở đây mình sẽ nhờ anh Nghĩa ảnh chia sẻ ngay chỗ cái phần lọc, sau đó mình cùng với lại mọi người sẽ đưa ra cho anh Nghĩa một vài cái góp ý để anh Nghĩa trong thời gian sắp tới sẽ hoàn thiện giúp cho cá trong hồ của mình nó dạng người hơn nữa nhé. Cái đâu có coi của em đây các bác ơi, làm bằng đá hoa cương nhé, kích thước là 1m4, rộng 63 và sâu 55, nước rất là trong nhưng mà mỗi tội cá vẫn nhát chưa huấn luyện được và ăn suốt. Phải coi xem này, hệ thống lọc của em thì đây có mỗi cái thùng lắng này thôi. Thùng lắng này em để rất là sâu. Đấy, thùng lắng của em đây. Đây các bác xem luôn cái thùng lắng hệ thống lọc này, nhờ các bác cho công nhân quay cho anh làm theo hoặc là hoặc học tập thì học nhá. Ây dồi ôi. Đây em sẽ bỏ cái thùng lắng cho các bác xem. Hệ thống thùng lắng của em đây, bơm đặt bên này, bên này là khay tách phân của em. Tách phân của em thì em có làm cái lồng tách phân đây, em bật UV cho bác xem. Đấy, UV của em đây, điện UV thì em chỉ bật ban ngày thôi, bật 8 tiếng ban ngày, ban đêm em dừng. Hệ thống tay của em đây còn có một cái lồng tách phân đây, cái lồng tách phân này em có thể rút ra thay được, không cần phải rút ra rửa, không cần phải gì cả. Đây còn đây là hai khay tách phân bằng lưới, lưới inox tách phân. Rồi em có đặt thêm một cái bông lọc. Ở bên này thùng bên này, bên dưới em có để nhâm thạch, sứ thanh, viên sứ thanh các loại ở dưới này. Sau đó có nên đặt bơm ở trên. Em dùng hệ thống đèn bằng hai cái điều khiển từ xa, hệ thống tự động hết, đặt theo giờ.
Anh còn khai thác phân các bác xem em đây để thùng nước tự động vào này. Khi thay nước em có cái van ở đằng sau, hai cái van này sau xả của hai thùng này. Đây còn đây khai thác phân của em có thể nhấc lên cho các bác xem này. Anh em nhấc lên nha. Bố tổ đang dính đèn UV này em vẫn cứ nhấc được cho các bác xem này. Đấy, em nhấc lên này. Đấy. Nhấc lên cho khai thác phân em nhấc ra em có thể rửa bình thường. Xong em có thể lắp vào. Rất là nhàn thôi. Các bác thấy nhàn không? Đấy, khai thác phân của em. Bố, trong nhà có cái con bọ ở đây này. Chưa khớp. Bố, con bảo cái con... Cái này em phải dùng, em phải tắt cái đèn UV đi đã. Tắt cái đèn UV, em nhấc cái đèn UV ra cho các bác xem. Để tạm phần đây, để em lắp cái khăn lọc vào. Đấy. Khi mà vào cái nó khớp vào cái là xong, không cần phải nữa, xong đặt cái đèn UV vào thôi. Ok, em đặt đèn UV vào đây. Đèn UV em để bên ngăn lắng này luôn để cho nó chị. Mấy em chỉ bật theo giờ thôi, một ngày chỉ cần bật ban ngày, ban đêm mà không bật này. Các bạn thấy cái khai thác phân của em này, phân toàn bộ lắng hết bên dưới. Cái khai thác phân này của em dùng cái lưới inox 100m thôi. Còn cái khai thác phân này thì em dùng cái lưới 200m. Toàn bộ sẽ được lọc hết, nước rất là trong các bạn ạ, rất nhàn. Khi nào thay thì em chỉ cần tháo nước, xả nước ra xong rồi em vặn nước vào là xong nữa. Chả có cái gì mà phải vất vả cả. Toàn bộ khai thác phân, cái em đợi cái thùng lắng vào là xong. Bể của em thì rất là nhỏ các bạn. Cá đây rất là trong, cá bố tuổi rất nhát, em không hiểu tại sao là nước thì trong, nước sạch. Nhưng mà em chẳng huấn luyện gì cho nên cá vẫn nhát, cho ăn thì vẫn cứ lên thôi, nhưng mà nó ăn xong lại nhảy xuống đáy. Thế bác Nhân xem có cách nào cũng giúp em cái, xem cá nó dặn người em học thì mấy cái video của bác rồi, nhưng mà cá nó vẫn nhát, chả ăn thua. Và nước lọc trên cái bạc kì, bạc kì của em rất lọc, rất đơn giản, chảy thôi. Cá nó rất nhát, em thả mấy viên cho ăn các bác xem. Thả mấy lúc còn trả lên luôn, hôm nay em cho ăn no lắm. Buổi trưa cho ăn no nó trả lên, bây giờ nó sợ nó trả lên. Có mỗi con trắng trắng kia nó còn dạng một tí, nhưng bọn này nó vẫn nhát. Đó, các bác xem. Vừa rồi thì anh Nghĩa đã chia sẻ là mọi người cái cách mà anh Nghĩa làm lọc anh em nha. Nói chung là phần lọc của anh Nghĩa ở đây thì mình không ý kiến gì thêm, tại vì lọc quá ok rồi. Nhưng mà cái vấn đề chính ở đây đó là cá trong hồ của anh Nghĩa mọi người thấy á, hầu như là nó ăn xong nó chỉ xuống đáy nó nằm thôi. Mặc dù là nước trong hồ của mình cực kỳ trong nha. Thì bây giờ ở đây mình sẽ đưa ra cho anh Nghĩa những cái góp ý sau đây. Cái thứ nhất á, là ngay chỗ cái phần oxy anh Nghĩa, anh bổ sung cho nó mạnh thêm tí xíu nữa. Có thể là anh bổ sung thêm bơm để cho cái thác của mình nó đổ về mạnh, hoặc là anh sử dụng thêm cái sủi oxy để giúp cho cái nước trong hồ của mình á, nó đủ cái hàm lượng oxy là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là cá trong hồ này của mình một cái thời gian dài rồi, có nghĩa là giống như anh Nghĩa không có thời gian á, rồi mỗi một lần cho ăn anh Nghĩa thải xuống một lần là nó hơi nhiều, nên là cá Việt F1 mọi người thấy á, nó lên nó ăn xong rồi nó sẽ xuống dưới nó nằm. Thì bây giờ mình sẽ đổi lại ha. Nếu mà cho ăn thì mình sẽ chia ra, ví dụ như một lần là 10 thì mình chia ra 5 lần 20%, mình cho xuống hết cho tiếp để cho con cá của mình nó quen cái bóng mình á. Mình đứng mình cho nó ăn được lâu hơn, mỗi lần nó thấy mình ra là nó biết có thức ăn nó sẽ lên nó kiếm, tại vì con cá Việt với lại F1 phải huấn luyện vậy thôi. Nhưng mà để cho cá trong hồ của mình nó quen với lại cái bóng mình á thì không thể nào mình thải thức ăn xuống mà con cá nó lên ăn được. Bây giờ của anh Nghĩa phải can thiệp thuốc nha. Anh ra ngoài tiệm thuốc tây anh mua tetracycline á, anh đánh giùm cho em là 12 viên trên khối. Muối hộp thì anh đánh 5kg trên khối. Đó anh chia ra, anh để cho em 3 ngày không cho ăn, oxy mạnh, sang ngày thứ tư ra anh thay 30% nước, hổng thêm thuốc như là muối nha. Sau đó anh đứng anh thải từng hạt xuống cho cá nó dành. Ví dụ như bình thường anh cho nó ăn 10 thì sang ngày thứ tư anh cho nó ăn 30% thôi. Anh tập cho em đúng một tuần là cá của anh nó thấy cái bóng anh ra nó sẽ dạng người thôi. Chứ đừng bao giờ mà anh cầm một nắm anh thải xuống. Tại vì cá này của anh Nghĩa đó, bây giờ nếu mà cho nhịn thì nó cũng vậy thôi, tại vì nó đã quen rồi, bắt buộc phải can thiệp tetracycline như là muối hộp.
Đó là cái cách mà mình gợi ý cho anh Nghĩa nha. Còn nếu mà anh chị em cô chú mình còn những ý kiến gì hay hơn nữa để giúp cho cá đồng hồ của anh Nghĩa dạng người thì để lại phần comment bên dưới để cho mình, anh Nghĩa cũng như là một số anh chị em cô chú mình á quan tâm đến chủ đề này có thể là tham khảo nha. Ngày hôm nay thì mình cùng với là anh Nghĩa đã giới thiệu với lại mọi người một cái mẫu hồ của mình tầm cỡ khoảng là ngoài 500 lít. Hệ thống lọc của mình bao gồm là 3 ngăn truyền thống thôi mini, lọc nước rất là tốt nha. Và một vài cái gợi ý giúp cho cá đồng hồ của mình dạng người hơn. Thì nếu mà anh chị ở nhà mình đang có cái không gian tương tự giống như của anh Nghĩa, mình chưa biết làm hồ như thế nào, lọc như thế nào, thì thông qua video này anh chị em cô chú mình có thể là tham khảo từ mô hình hồ đến cách làm lọc của anh Nghĩa luôn nhé. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh đó anh Nghĩa, em cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là hệ thống lọc lên kênh cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người thì em chúc cho anh cũng như là gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Em chúc cho công việc của anh Nghĩa làm ăn ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công nhiều hơn nữa nha. Mọi người xem video như thế, những cái mình cũng như là anh Nghĩa chia sẻ nó hữu ích, thì hãy cho hai anh em mình một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ mình để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nhé.